1. Hello và xin chào các bạn đã đến với Gấu To, và mình là Gấu đây, và rất vui được gặp lại các bạn trong Gấu ơi ăn gì. Ok, và clip cũng được tài trợ bởi Cellphones. Nếu mà các bạn quan tâm đến các sản phẩm điện thoại, nhất là Samsung Galaxy S10 hoặc là S10 Plus, thì Gấu sẽ để đường link phía bên dưới, các bạn click vô. Hiện nay có rất nhiều chương trình khuyến mãi của Cellphones dành tặng cho các bạn. Chắc hẳn bạn nào chúng ta đều biết đến một món ăn khá là quen thuộc đối với người Việt Nam, đó chính là món cơm tấm. Cơm tấm là một món ăn rất là bình dân, phổ cập biến ở toàn cái Việt Nam này luôn. Ở trong Nam của mình thì cơm tấm rất là nhiều, nhất ở quê mình gần trường học hoặc là gần các khu công nghiệp có nhiều công nhân thì cơm tấm rất là nhiều. Cơm tấm đã trở thành một món ăn khá quen thuộc đối với người Việt Nam, và đó là một món ăn bình dân. Ngày hôm nay Gấu sẽ đưa các bạn đến ăn một quán cơm tấm xịn hơn, ngon hơn và dữ dằn hơn. Và cơm tấm này có gì đặc biệt? Ok, hôm nay chúng ta sẽ cùng ăn cơm tấm tấm hơn. Nghe, và bây giờ Gấu sẽ biến ra cái dĩa cơm. Đó là cái dĩa cơm, cơm tấm tôm hùm. Bỏ lên ba. Xấu. Ờ, đúng rồi. Quay lại đây, khỏi canh anh bỏ lên sao. Để giữa luôn đi. Để giữa luôn đi. Rồi, ok. Giờ bạn thấy gì chưa? Các bạn đã thấy gì chưa? Đây là con tôm hùm đó. Đây là dĩa cơm tấm tôm hùm của mình. Thì nó cũng giống như là cơm tấm bình thường thôi, nhưng mà được một cái á là người ta sẽ cho một con tôm hùm lên đây. Và đây chính là dĩa cơm tôm hùm của mình. Thì khi mà các bạn mà được giao tới á thì các bạn sẽ được hai cái hộp này. Một hộp á là đựng con tôm, còn một hộp á là đựng cơm với lại ba cái dĩa chua á. Với lại các bạn sẽ được cho một hộp canh rất là bự luôn. Và hộp canh này thì nhìn sơ qua thì cực kỳ ngon á các bạn. Rau củ thịt thà rồi dụng này đầy đủ, thử hết miếng coi. Hơi ngọt, ngọt kiểu bây giờ mình sẽ ăn đi, rồi mình nói gì thì mình nói. Chúng ta sẽ phải chan nước mắm vô, xịt lên con tôm luôn, trộn cơm lên. Thử coi nước mắm thì có vẻ ngon. Wow. Tôm hùm khá là bự. Bản thân mình cũng đã ăn tôm hùm Việt Nam rồi. Đây là con tôm hùm Việt Nam các bạn. Nhưng mà con này thì có vẻ nó nhỏ quá. Tôm hùm khá là bự. Không biết người ta đã làm gì với nó, luộc lên hay là làm gì ta, kho tàu hả nó. Cơm khá là ngon. Hột tấm á mình ăn không bị kiểu mà cứng hộp mềm, tức là gọi là bị sượng á. Cơm tấm này nó chín đều hết. Nước mắm thì làm vừa ăn. Quan trọng của cơm tấm á bạn, đó chính là nước mắm. Nước mắm là cái thứ mà rất là quan trọng trong cơm tấm. Quan trọng của cơm tấm á bạn, đó chính là nước mắm. Là cái thứ mà rất là quan trọng của cơm tấm. Stop. Cơm ngon, nước mắm ngon, ngọt ngọt, mặn mặn và hơi chua chua. Rồi mình sẽ bẻ cái đầu nó ra. Wow. Con tôm hùm này khi mà các bạn mua thì người ta sẽ cắt đôi sẵn cho các bạn như thế này nè, để các bạn dễ lột ra. Giờ chúng ta sẽ cắn cái phần đuôi này ít xíu rồi. Nên là thử luôn á là kiểu hơi là thất vọng khi mà thấy con tôm hùm này. Tại vì các bạn biết trên hình quảng cáo của quán á thì con tôm rất là bự luôn. Nó nghĩ là gì? Tại vì do mình không có may mắn thôi. Là phần thịt của nó.
cơm thì rất 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 là ngon các bạn. Nhưng mà khi ăn kèm với lại thịt tôm hùm á, nhìn thì nó là sang, rất là xịn, nhưng mà nó không hợp á. Cảm giác của mình là nó không hợp. À, hết thịt rồi, hết thịt tôm hùm rồi. Cảm giác rất là thất vọng vì con tôm hùm này nó quá nhỏ. Ăn chưa đã nữa là hết cục thịt nó rồi, chỉ còn cái đầu thôi. Mà cái đầu này thì con tôm hùm là cái chỗ, cái đầu là cái chỗ mà không thể nào tưởng tượng được là cái con tôm hùm nó nhỏ xíu như vậy. Chúng ta chỉ cần ăn một phát một là coi như cái dĩa cơm này hết. Nhưng mà ăn bình thường thôi, chủ yếu là thì con tôm hùm này là một con tôm hùm luộc lên rồi, rồi xong bắt đầu chế biến sau đó, nêm nếm chế biến sau đó rồi xong rồi cho vào cơm. Thì cảm nhận của mình thì mình vẫn thích ăn tôm hùm luộc và tôm hùm nướng hơn. Đơn giản là nó giữ, đơn giản bởi vì nó giữ được cái độ ngọt của cái con tôm hùm và ăn rất là ngon. Và cái thịt tôm thuần túy á, nó vẫn giữ được cái độ dai, cái độ xốp của thịt tôm mà. Nếu mà các bạn muốn trải nghiệm một cái gì đó lạ thì các bạn có thể thử. Nhưng mà với Gấu thì Gấu khuyên các bạn là không nên thử cái hộp cơm cơm tấm này, bởi vì giá của nó là tới 200.000 một hộp. 200.000 một hộp. Wow. Nhưng mà chỉ ăn được chút xíu thôi. Thì bù đắp lại thì được cái là ở đây làm nước mắm và nấu cơm rất là ngon, nên là mình cũng có mua thêm một hộp gọi là hộp sườn bì chả các bạn. Cơm tấm, đây là cơm tấm đúng nghĩa luôn. Cơm tấm thì phải có sườn, bì và chả. Thật sự nước mắm ở quán cơm này rất là ngon các bạn. Cơm ở đây thì nấu rất là ngon và nước mắm làm vừa ăn. Đa số các quán cơm đều làm chả rất là ngon, nhưng mà chỉ có phần thịt phải nêm nếm như thế nào để nướng lên cho ngon hơn, và phần bì phải làm sao cho khi ăn á mà người ăn họ cảm thấy là ăn rất là đã. Gọi là đã thôi, chứ còn với Gấu thì Gấu gọi sao ta, à ăn nó phải hơi dai dai, vừa ăn không bị chua. Thông thường là các quán cơm làm bì hay bị chua. À hơi bì á, có cho lên một chút thính, và thính này vừa đủ để tạo nên một cái mùi thơm đặc trưng của bì. Và cái phần bì này nó không bị chua và nó vừa ăn hơi mặn mặn và hơi ngọt ngọt khi mà nó hòa với nước mắm, ăn rất là thích miệng. Có nhiều chỗ họ làm bì á, họ sẽ làm rất là nhiều da, kiểu như là để họ tiết kiệm á. Nhưng bì ở đây rất là nhiều thịt luôn, ăn các bạn sẽ cảm giác được. Thật sự là các bạn chỉ cần lại đó và kêu cô một dĩa cơm bì thôi, nó nghĩ là cũng đã đủ ngon luôn á. Một dĩa cơm sườn bì chả này giá là 55.000, thì với Gấu thì Gấu thấy là khá ok, bởi vì thịt chả và bì rất là chất lượng hả, như đó là đủ thành một dĩa cơm ngon rồi. Nếu mà các bạn muốn Gấu làm một tour về cơm tấm á, thì bạn hãy comment bên dưới, Gấu sẽ đi làm một tour về cơm tấm ngon ở Sài Gòn các bạn. Nếu một lời khen cho hộp canh này, hộp canh này nấu khá là chất lượng. Miếng thịt rất là dày nên vừa ăn. Có nghĩa là một hộp cơm tấm thì có những yếu tố như là bì nè, nước mắm và cơm ngon là ok rồi. Cuối cùng mình cũng đã ăn hết hai hộp cơm tôm hùm ăn với cơm tấm. Nó làm mất đi cái mùi vị của tôm hùm và nó bị cái mùi nước mắm lấn át hết luôn. Không khuyến khích các bạn nên ăn kiểu này. Một hộp
cơm tấm tôm hùm tới 200.000 lần. Các bạn bỏ 200.000 ra thì các bạn mua hai con tôm hùm bự, các bạn ăn bự luôn, đúng nghĩa là bự luôn. Clip cũng đã hết rồi và rất cảm ơn các bạn đã xem clip. Nếu clip hay, hãy like, share và subscribe cho Gấu To, và đừng quên nhấn chuông để kết nối những tâm hồn ăn uống được với nhau. Xin chào và hẹn gặp lại những clip sau. Bye bye.